gì vậy? Gì thế? Dạ tí sẽ dò bài vậy đi hả? À, nãy tí nói bà nghe mắc cười quá. Nói gì tí? Hồi nãy ba hôn mẹ. Ô mẹ nó. Hồi nãy về á, bé tí nó hôm nay á, mẹ nhớ bà quá trời luôn. Mẹ kêu con nói ba về ba hung mẹ. Ủa mẹ có kêu đâu? Có hả? Đó, có vậy. Ba mặt một lời. Ba mặt một lời luôn, thôi kệ. Hôm nay Phong tắt máy thì Phong cũng có hung bà xã vợ Phong á, tại vì Phong thương vợ Phong dữ lắm. Sẵn bữa nay thể theo lời yêu cầu của bé tí luôn. Thôi hung như bà xã. Làm giống như trời ơi. Ba này ba hung lỗ tai mẹ giống hửi. Phong còn tại vì Phong gì đây gì? Cuối cùng Phong cũng về tới. Ba mẹ thấy hết hồn à. Ô Sâu ơi, quá trời luôn rồi Sâu ơi, trúng mánh rồi, bác Tư mới về. Anh Khánh mới về hả? Dép đâu? Trong nhau ba. Hả? Trong nhau rồi. Trong nhau rồi. Xe nóng đó, xích da. Dạ. Để cho bác Tư lấy xuống phụ nè. Hôm nay không có chở mấy đứa nhỏ vậy anh Khánh? Hôm nay tình hình căng quá. Dịch bệnh nhiều quá hả? Ừ. Trên công ty bộ bệnh nhiều lắm hả? À. Chào bà cô bác nha, nãy giờ. Nãy giờ vô xử lý bé sau thay đồ. Xử lý. Anh lấy đồ xuống. Anh này. Gì? Lấy dép mang vô. Hôm nay anh John tài trợ 100 đô. 100 đô mua hết thôi. Anh kêu mua hết rồi đem về thử coi bao nhiêu đồ. Rồi có ngũ cốc cho ba nè, giờ anh Khánh sẽ ship ra đó. Dịch quay anh, dịch quay anh bác. Đây 2 bịch cam nữa. Quá trời quá đất luôn. Em có mua 2 con heo cho cái 2 đứa con anh á. Heo đất hả? Ừ. Trời. Bác Tư lấy không xể luôn nè. Bác Tư lấy cái này thịt sống luôn à. Ừ. Để bác Tư lấy ra. Thịt heo này em đem về cho vợ em bệnh. Trời 2 bịch mà này luôn. Trời bánh mì nãy giờ nó teo rồi luôn nè. Cột bánh mì mà cột lại là nó teo. Nó nóng quá. Để em đẩy xe xích qua đây. Trời ơi quá trời luôn nè. Đây của bác chị. Này thịt thì thịt bò. Bên đây một cục, bên đây 1 ký, bên kia 1 ký. 2 ký bò luôn hả? Ừ, 2 ký được. Với thịt. À, giò heo. Giò heo. Ừ. Này đồ sống để anh để ngoài. Vui không? Vui không? Vui không? Nè. Nè. Có dán sữa có bé sâu nè. Thôi mà để bây giờ xé bánh mì cho con ăn trước nha. Mẹ giữa tay quan luôn rồi mẹ ơi. Mẹ đi nghỉ ngơi. Nè, dán sữa nè, dán sữa có bé sâu nè. Nè. Thôi. Bác Tư cho con ăn này trước nè, nãy giờ bác Tư. Nãy sau đó bụng. Dạ, nè. Nãy giờ Phong đi ra ngoài chợ mua là cũng đầy đủ, cũng xong xuôi hết rồi, cũng hết 2.3 triệu của anh John. Có anh Khánh là nãy giờ anh về anh cũng thấy mà anh cũng chóng mặt quá trời. Nãy nhiều quá rồi. Giờ dạ. Giờ cũng ở nhà đang làm rau bận quá trời luôn, cũng đang mới về soạn ra luôn không bà cô bác ơi. Giờ dạ. Soạn ra đây thôi, giờ có gì em chuyển về bản, về đưa về bản cho Trang đi, bên bản ông bà ngoại dùng đi. Còn nhà để làm rau xong đi sẽ làm tiếp. Ừ, dễ quá rồi. Để anh lấy giùm mỗi loại cái này nè. Cái này một con vịt quay. Chứ lấy bình bẩn bà vợ em 2 bịch ngũ cốc nè. Bịch ngũ cốc này. Em bỏ trong bịch đi, cái nào ấy bỏ ra ngoài. Còn dán sữa rồi với ngũ cốc kia thì để ở đây cho ba uống. Rồi. Cái bịch bánh mì 15 ổ. Rồi, bỏ rồi, 2 bịch chung rồi. Ừ, xong hả? Rồi. Còn đây bịch cam nữa, anh Tháo ra lấy bịch cam đi Khánh. Này ba phòng. Làm đại cho nó nay chủ nhật nó đầu giao hàng nhanh quá phải dáng cố gắng. Rồi thôi con đem về bển cho ba mẹ anh bển với gia đình bển ăn rồi con về gia đình mình soạn ra ăn luôn. Bởi nãy chú gì nói chạy đi mua khỏi là khè em cười khà khà. Rồi mẹ Phong ngồi. Thôi bây giờ Phong đem qua bển tranh thủ xong rồi về giờ lắc ít dao nữa. Thầy sắp tới giờ đi giao rồi của bác anh chị.
Dạ. Lát nó điện nữa nè, điện mấy lần luôn. Nãy giờ cũng hối mấy lần rồi cô bác anh chị ơi. Thôi Phong tranh thủ Phong chạy về. Bé Sâu đang ăn bánh mì. Cao quá bà. Cao quá hả? Ừ, bà lấy đem đồ về cho mẹ với bà ngoại ăn nha. Ừ. Rồi nè. Mấy đi nhanh đi. Rồi về phụ làm rau nữa. Rồi. Rồi. Thôi có cục thịt bò nữa kìa. Rồi thôi coi mấy em xách về bánh đi, tranh thủ đem về bánh để ăn cho nó nóng đi, thịt nó tươi, xong rồi ở nhà tay tranh thủ rồi làm rau cho nó kịp bán. Lấy thịt heo ở đây nữa nè. À. Cái cục thịt bò. Thịt bò để nhà chút ở nhà xào ăn. Ờ à, thì em lấy ăn bịch đi. Vô nước. Bỏ vô chung thịt heo luôn đi. Ừ, bỏ chung thịt heo đi, đúng rồi. Rồi. Không mua quá. Rồi. Rồi. Còn đem qua bà nữa. Bánh cam nó quên nữa. Ờ. Vô đi con. Thì cô chú anh chị bây giờ là Phong chạy cũng sắp tới nhà ba mẹ vợ Phong rồi. Đấy, đồ đạt quá trời luôn. Bữa nay chắc Phong về ba mẹ Phong bất ngờ nữa. Mua quá trời đồ ăn thức uống luôn. Cái đoạn đường huyền thoại đây. Tại nãy Phong tính quay ngoài cái đầu đường mà chạy vô luôn á, mà hôm nay Phong quay cả chục clip thôi, là cái đoạn đường này chạy vô chạy ra hoài à. Nhầm khi ông bà xem rồi sợ cũng chán á, nên Phong cắt Phong quay con khúc ở trong đây rồi cũng tới nhà của anh chị. Ba mới về. Làm ba chị tí vô nè. Mấy bữa nay công ty em gái bệnh nhiều quá nên về nhà bây giờ phải đeo khẩu trang hả tí? Ừ. Xách vô. Dịch quay. Cam. Thấy chưa? Nay bắt giòn tài trợ cho gia đình mình. Bánh mì. Con xách đó đi, ba xách này. Hả? Vậy? Giảm cân được chưa? À, ba mới về. À, bạch cam quá nặng luôn. Ừ? Cái cục thịt bò đó nè. Đây ba xách phụ cho, cầm đó kia đi. Bà ngoại chống hả? Bà ngoại đâu? À. Xách lên tí. Cái giò heo ấy cho vợ không ăn không? Ba, ba ấy hả? Mẹ à. Để em đặng. Mẹ đi đâu hả ba? Đi đâu nữa, ta không có hỏi gì. Dạ. Ba, bán bánh mì. Ờ, bán bánh mì lên. Rồi. U. Ủa, đang bệnh á. Ừ? Đi chưa đi bán, sáng giờ lu bu quá. Ừ, cái điện thoại kia anh để sạc pin ở nhà mà. Đi đâu? Có đang đánh lên mẹ. Đang đánh lên mẹ. Nè, lấy luôn. Bà Phong đang ấy thịt heo. Bỏ tủ lạnh. Nghe thịt heo bỏ tủ lạnh không ạ? À? Sáng sớm mẹ đậu sớm không ạ? À? Sắp sẵn rồi ạ? Dạ. Nhờ người ta sắp sẵn à. 200.000 ký ngon ghê. Này ngũ cốc mà không mua về cho ba nè. Dạ. Đồ quậy đồ uống à. Giờ ướp thịt bò chút xào. Hôm nay gia đình mình trúng bánh rồi, nhờ có anh John, gia đình của anh John tài trợ. Nay có bữa ăn hoành tráng luôn. Vợ Phong đang chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay có cái này che dòm đẹp quá.
Chè một lỗ tai. Thì đây ba phòng ở đây là nhậu, không ai nhậu lợi. Quảng cáo dữ. Ủa anh chị thấy ha, phòng có sao phòng nói vậy, không có, không có nói quá mà cũng không có dìm hàng á. Bà vợ phòng ở đây là nhậu là có tiếng luôn. Kêu ba phòng nhậu bớt là nhậu nhiều dễ bị bệnh lắm, mà ba phòng cũng lâu lâu nhậu mà nhậu ít ha. Giống như ngày nhậu khoảng một ngày nhậu là bao nhiêu ba? Cử gì? Dạ cử là khoảng mấy xị vô? Cho virus nó không xâm nhập. Dạ cho virus không xâm nhập. Ba phòng ở đây là có cách trị bệnh mà virus là rất là hữu hiệu luôn, uống dụ, dụ nó nóng lắm. Này, thịt bò sáng Phong mua anh bển ký ở đây ký. Này chút xào hủ qua hả ba? Thịt bò này nó không có bị gân nhiều ba, nó mịn ghê. Rồi gân nó ăn khác. Dạ. Yeah. 15 ổ bánh mì. Phong nghe nói hình như là chút mẹ vợ Phong á là có gì bãi gì út xuống chơi hả ba? Dạ xuống rồi về hả ba? Rồi về là chút nhà Phong ăn không à. Ở đây là có thịt vịt, vịt quay. Phong hồi sáng mua cũng hai con. Hồi nãy Phong chạy về bển á, Phong làm dao. Tại không có mẹ vợ Phong á, mẹ vợ Phong đi bữa nay là đi công chuyện nên không có ở nhà. Bây giờ là Phong mới thu xếp mới qua được. Thì sẵn là Phong ghi hình cho ông bà cô bác xem luôn. Đó, bao nhiêu thịt quay nhiêu đây nè, con vịt nó cũng nhỏ, nó không có bự á, 340.000 một con, 340.000 được khuyến mãi hai trái dưa leo. Hai trái dưa leo ở đây như một bịch nước đây nè, nước này chấm bánh mì là khổ chê luôn. Nó không có tay à, Phong quay cũng nhầm khi nó hơi lắc, ông bà cô bác cũng thông cảm cho Phong nha. Tí nãy có bốn dụng không mà giờ mệt quá tí. Đâu vô đây bà kiểm tra miệng coi có bóng không. Đâu là bà kiểm tra miệng có bị bóng không. Trời sao bóng bóng nè. Nãy có bóc thịt vịt ăn không? Không hả? Ấy bữa nay công ty của Út dịch bệnh nhiều quá, bây giờ Út nó cũng hơi bị mệt chút xíu cô bác anh chị, nên bây giờ nó chưa có đi làm, nó cũng nằm trong phòng á để kiểm tra đồ như thế nào. Bây giờ là Út không có ăn chung với gia đình mình được. Bỏ riêng cho ông ăn. Bỏ riêng, tại vì sợ Út bị nhiễm bệnh. Biết không? Chút tí ăn không? Rồi con giảm cân rồi, bây giờ con ăn mấy cục? Con nói ba với ông bà nghe coi. Hai cục. Hai cục thôi phải không? Dán giảm cân đi rồi ba mua quà tặng cho. Dạ. Ú, bà ngoại về. Ngoại về tới. Đâu, ngoại đâu? Đâu, dạ mẹ mới về. Dạ. Hôm nay có bữa ăn hoành tráng của anh John. Gia đình của anh John tại chợ. Sáng con mua đồ con đem về mà họ về không thấy mẹ. Mẹ bắt đi chở dì bãi đi. Dạ. Bả ba đám cưới. Dạ. Anh nãy không mời dì bãi với dì Út ăn không ạ? Út xuống đây nè, giờ xuống dì hai rồi. Dạ, Chúc có lên mà đúng không ạ? Không, nãy lên rồi. Dạ. Rồi xuống dì hai chơi rồi lát về. Tưởng ghé ăn luôn vịt quay bự quá trời. Ấy hủ qua là xào hủ qua không à? Trời chất lượng luôn rồi. Lâu lắm rồi mới bữa nay là có thịt bò ăn. Hầu như là đi đám cưới, đám giỗ rồi mới có. Con có để bản không à? Có mà. Con để mỗi bên một nửa. Có ba, bữa nay ba chỗ tài nấu nướng tiếp. Tí không phụ ngoại gì giáo à. Mở cửa nha. Mở cửa giờ lạnh quá. Mẹ ăn ngon lành rồi tí ơi. Dạ. Mẹ đâu có ăn gì đâu. Chỉ có món kho nha. Món cần thôi. Chuối à. Hôm nay con ăn còn chuối không em? Còn. Sáng giờ nó ngủ hả?
chanh chuối. Chanh chuối rồi bỏ cà lóc vô. Ngon mà. Tanh không? Không có đâu. Ừ. Tanh. Quên lấy khẩu trang nha. Vì thế đi lui hoài. Thì không đeo khẩu trang đi. Thấy không đeo khẩu trang. Chút thôi ngồi cũng ăn rồi, thôi khỏi đeo luôn. Quay mốt bà cho đi theo luôn à tí ha. Đi theo phải học luôn cả tí. Ở đâu phải học chứ. Trước nhất là tí phải giảm cân nè. À, dáng giảm cân em mốt bà mua quà bà tặng. Tí nổi gì nè. Nãy bà mua đồ còn dư được mấy chục nè. Dạ. Bà mua bà dư. Bà mua hai bắt giòn gửi 100 đô đừng. 100 đô 2 triệu 3. Mà nãy bà đi mua đồ bà còn dư mới tiền lẻ. Bây giờ bà cho con hết luôn. Dạ. Đi cho tí. Dạ. Ê, để khoa đi con ba điếm ra nha nha. Để hỏi bà ngoại có thuốc nào giảm cân không? Tí hỏi bà ngoại có thuốc nào giảm cân không hả? Dạ. Trời ghê vậy. Nè, để ba điếm tiền coi. Sáng giờ ba đi chợ nhưng mà ba giấu. Nói ba đi mua hết tiền 2 triệu 3 của bác John luôn. Nhưng mà ba âm thầm mà giấu và để lại cho bé tí. Nè, thấy bà gì chưa? Nói trên tay là bác John thấy. Thôi kệ đi, bác John biết chắc cũng vui quá. Đây 50, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, u nhiều quá. Ba lấy là 50 đổ xăng nha tí. Dạ. Rồi ba cho con 10, 20, 30, 50, 70, 77 ngàn. Vậy là ngon lành ơi. Rồi ba cho bé tí nè. Rồi ba cho bé tí nha. Dạ. Rồi có cảm ơn bác John không? Dạ, cảm ơn bác John. Rồi ba cầm lắc quá. Rồi bé Tí cảm ơn anh John. Anh John ơi, còn được 77 ngàn em cho bé Tí. Còn 50 thôi em đổ xăng, đã chạy hết xăng luôn. Anh nhắm rồi. Lấy heo bỏ vô rồi em. Lấy heo bỏ vô, nhanh, tốc độ. Trời ơi, chúng mánh nữa. Bây giờ bỏ lộn heo vô, heo em á. Coi chừng bỏ lộn heo em nha. Sao con bỏ cho em đi, cho em có tiền à, chia em đi, bỏ cho em vui. Ừ. Thôi giờ bỏ hết cho em luôn đi chơi tí à. Bỏ hết cho em đi. Mốt bà có bà cho cái khác. Rồi lấy heo hồng cho em đi. Lấy ra đi. Rồi. Thôi tí hôm nay muốn no rồi. Con heo cũng muốn no rồi. Con lấy heo của em đi rồi con bỏ 10 ngàn cho vô con thôi. Đó giờ đem vào đây. Heo em nó đói rồi, nghe cái bụng ọt ẹt ọt ẹt thôi. Thế mốt em lớn rồi, để tới lúc em 6 tuổi luôn. 6 tuổi rồi tới đó rồi ba đập ra. Ba đập ra lấy tiền, đóng tiền học cho em ha. Nói Tết bà cho tiền thêm. Đi đi dặn tới lớp luôn. Con bỏ tiền vô heo cho em mà con vui không? Vui nhiều không? Hôm nay đi chợ với bà ngoại mà đòi hỏi bà ngoại có thuốc giảm cân không ngoại nữa. Ui bà sợ tí quá. Bỏ này vô cho em. Ừ, bỏ vô đi sao lâu quá vậy. Nó bỏ vô cho em mà sao lâu quá. Bỏ vô đi giờ có ba có mẹ nữa ba cho con. Ừ. Cho em tới là còn 3 tiền nữa. Ôi bỏ hết luôn đi, ngại gì nữa. Ba nói 10 ngàn cho con. Ôi cho em hết luôn đi coi. Ba nói cho 10 ngàn luôn. Ừ. Nói là cho con 10 ngàn mà. Em hôm nay heo của em nó đói quá trời vậy. Heo em mà là không có đó, con bỏ vô rồi mới có đó. Còn tạp kia múc rồi để mẹ đưa cho ba. Ai ba quay hết trơn rồi đó. Ôi ấy đi, con thương em và ông bà múc thương con lại. Ông bà cho bỏ vô con heo. Chịu không? Trời nhát vô mà cũng liên tiếc nữa. Ba quay con bỏ vô con heo không là chắc cũng nửa tiếng. Ông bà xem là chán chết luôn tí. Tốc độ lên, nhanh lên. Để ba quay ba không có cắt đó. Trời ơi nhát lần luôn. Đó ông bà cô bác. Thấy bé tí thông minh ghê không? Đâu, ừ vô nè. Wow. Vỗ tay. Lắc con kêu không? Ừ, dội thôi dẹp đi. Hai anh em không phải thương nhau chứ không? Sáng mà đi chợ có mua hàng heo cho con của bác Tư nè.
rồi này ăn xong rồi. Càng ngồi giàu cười. Tại vì không còn ghế vợ và không biết nói gì hết trơn á. Trong khi tắt máy ảnh đó thì mình trò chuyện với mình dễ tí ngồi cười. Chọc quê ba phải không? Chích lại tí sao sao đâu vậy? Hỏi bà này có xịt nữa không? Bữa nào ba đi qua đây ba cũng xịt cho thơm cho mẹ quyến rũ mẹ. Mẹ cười. Mẹ cười. Vậy ba nói mẹ xịt. Có đâu? Mẹ là có mùi đặc trưng rồi ba. Còn mẹ có mùi chua lét. Hôm nay nồng than với chua lét luôn. Chua lét. Này cũng bao lâu nữa chuẩn bị về bên bển rồi. Hôm nay tí cũng, đi nha bà về đi tí. Hôm nay cũng nhớ vợ Phong lắm nhưng mà dịch bệnh rồi đủ thứ chứ, nhưng mà cũng qua lại hoài cũng không biết sao nói nữa. Em có muốn nói gì không? Em nói gì đâu. Cũng sắp về rồi. Hôm nay ở đây cũng phiền ba mẹ nhiều quá rồi. Cực khổ quá trời. Em về là chị ba sâu là mừng không? Ba sâu mừng. Tại ở đây cũng lo quá, tại Út mà Út này trong công ty bệnh quá trời bệnh luôn. Bây giờ Út về cũng bị mệt á. Nên là cũng ngồi ăn chung với mấy người mà trong chồng cũng bị dính á. Của ba anh chị, anh cũng lo lắm. Gì vậy? Gì thế? Dạ. Tí sẽ dò ba vậy đi. À nãy tí nói bà nghe mắc cười quá. Nói gì tí? Hồi nãy ba hơn mẹ. Ôi mẹ nó. Hồi nãy về á, bé tí nó hôm nay á mẹ nhớ bà quá trời luôn. Mẹ kêu con nói ba về ba hung mẹ. Ủa mẹ có kêu đâu? Có hả? Đó, rõ ràng. Ba mặt con kêu ba. Ba mặt một lời luôn, thôi kệ. Hôm nay Phong tắt máy thì Phong cũng có hung bà xã vợ Phong á, tại vì Phong thương vợ Phong dữ lắm. Sẵn bữa nay thể theo lời yêu cầu của bé tí luôn. Thôi hung như bà xã. Làm giống như trời ơi. La này ba hung lỗ tai mẹ. Giống hửi. Phong còn tại vì Phong thì với cô bác thì dưới quê nhậu nghi cũng ngại vấn đề lắm, đăng lên này thì cũng ngại lắm. Thì Phong thì lúc nào cũng thương yêu vợ con Phong hết, thì Phong cũng không biết nói gì hơn hết, ngại quá. Ông bà cô bác đừng có chửi Phong nha, thì nó tự nhiên ngồi kế vợ nó quýu hết trời. Hay quá. Không, bé tí có thấy thấy bà có mắc cỡ không tí? Dạ. Gì tí? Thấy bà hùng chịu không nổi lại hùng mẹ hả? Ừ, trời ơi, nghe chốc chốc luôn. Còn bà nãy là hùng gì mà ba hùng lỗ tai. Ồ. Bà nãy là hùng. Tí giảm cân nha. Nãy bà hùng nghe hả? Ừ. Rồi, thôi xuống phụ bà ngoại làm nè. Tí con kìa, ba kêu con giảm cân rồi hả? Dán đi nha, giảm cân đi ba. Có thuốc nào giảm cân không? Không mà hôm nay ăn có hai cử rồi mà ăn ít. Con ấy là con nay mặt mập quá nè, dán giảm cân đi ông bà thương. Bữa con đẹp trai nè, dễ thương nè. Giờ bữa nay tròn quá, đi không nổi luôn. Nhỏ trắng không vô. Nhỏ dễ thương lắm. Rồi. Làm phụ vô ba. Nước này lạnh vô mà. Này dơ quá mẹ ơi. Này dơ quá trời nè. Nước là nước uống mà trong nó giòn lại dơ mà. Múc nước này uống không ạ?
làm gì ngại quá tí. Cái này nước hồ thấy cũng trong vậy mà ít bữa nó đóng cặn không ha. Ui, nặng quá tí ơi. Cô lạnh này là đụng vô nó ấm ấm rồi mà. Đây, cô bác qua ba phòng đang xào hủ qua.